Phần 10. Bảo vệ riêng của nữ chủ tịch. 9 giờ kém 15 phút ngày hôm sau, thìn lái xe đưa Thụy Kha đến trung tâm đấu giá, trên đường đến đây cô chủ và anh vệ sĩ vừa ăn một bát phở mặn bát đàn. Nói là phở mặn vì nước phở ở quán này làm thường mặn hơn những quán khác, không phải là vì muối rẻ hay là chủ quán nhỡ tay mà đó chính là khẩu vị của một số không ít người dân Hà Nội, dân Hà Nội ăn mặn hơn so với các tỉnh thành khác thì phải đến nơi đã thấy hai cô nàng xinh đẹp là mai ngọc và ánh tuyết chờ sẵn rồi ba người như giống như là đang đi dự thi hoa hậu chứ không phải là đang đi làm ăn kinh doanh dẫn đầu đương nhiên là thụy kha rồi cô mặc một bộ vest nữ tông xì tông màu đen trên ngực có gắn cái huy hiệu công ty trông thụy kha lúc này đúng chuẩn là một doanh nhân chính hiệu mai ngọc thì mặc một chiếc quần vải làm lộ vòng ba cong cớn cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trên ngực có gắn cái huy hiệu công ty còn ánh tuyết thì sao? Cô mặc trang phục thư ký với một chiếc mini zip, cùng áo sơ mi trắng nhưng khoác bên bên ngoài là một chiếc vest cách tân dài đến ngang mông, trên ngực có gắn cái huy hiệu công ty trên tay sách theo một chiếc cặp đựng laptop. Trung tâm đấu giá là một ngôi ba tầng nhà khá rộng, Thụy Kha và băng đảng của mình bước vào phòng đấu giá số 1, đã thấy rất đông người người rồi, cũng sắp đến giờ đấu giá. Ba nàng như thu hút mọi ánh ánh nhìn của những người ở trong phòng đấu giá, đa phần đều là đàn ông, ai bảo họ quá sinh cơ. Trước phiên đấu giá diễn ra, những người đàn ông thả lỏng tư tưởng của mình, tự cho phép mình ngắm gái đẹp và tưởng tượng ra điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Họ nhìn ba người công ty hưng thịnh và nghĩ rằng không biết công ty đó liên quan gì đến Tây Lương Nữ Quốc bên Trung Quốc không? Giặt đàn bà con gái, lại còn xinh như mộng nữa chứ? Ba người bước về phía bàn được bố trí sẵn của mình, trên bàn có một tấm biển ghi tên công ty Hưng Thịnh, khi đi qua bàn của công ty Toàn Mỹ, Thụy Kha hơi mỉm cười rồi gật đầu có ý chào ông Toàn, chủ tịch công ty Toàn Mỹ. Ông Toàn là một người đàn ông chạc hơn 50 tuổi, tóc muối tiêu được ông dùng keo vuốt ngược lại ra đằng sau, ông ta mặc một bộ vest đen với cái cà vạt màu đỏ được thắt nút kiểu to bản. Nhìn bề ngoài trông ông Toàn cũng ra dáng doanh nhân lịch lãm lắm chứ. Nhưng ít ai hiểu, ông Toàn này cũng là một tay chơi khét tiếng đất Hà Nội, vỏ bọc lịch lãm là vậy nhưng trong đầu ông ta nghĩ gì không ai có thể đoán được mọi thủ đoạn dù là bẩn thỉu nhất để kiếm lời được ông ta không đắn đo mà sử dụng ngay lập tức miễn là đạt được mục đích đúng như mai ngọc dự đoán lô đất đấu giá ngày hôm nay ông ta chơi tất tay vừa là kiếm lợi nhuận đấu giá thành công có thể sang tay ngay lập tức thứ nữa là để chiến thắng một con đàn bà ông toàn cũng mỉm cười lịch lãm đáp trả lại thụy kha thụy kha lướt qua một lượt bảng tên sáu doanh nghiệp khác đúng như ánh tuyết phân tích không có doanh nghiệp lớn nào tham gia vào đây, còn ngầm có không thì phải chờ lúc phiên đấu giá diễn ra. 9 giờ Người cầm trịch phiên đấu giá là một người đàn ông trung tuổi chỉ khoảng trên dưới 40, anh ta mặc một bộ vest xám, trên tay cầm một tờ giấy và một cái búa gỗ dùng để gõ chốt giá. Sau khoảng 15 phút giới thiệu về lô đất đấu giá, thể lệ đấu giá người cầm trịch trịnh trọng tuyên bố. Sau đây, tôi tuyên bố bắt đầu. Giá khởi điểm 1 triệu 200 tỷ, đơn vị nào trả giá hơn xin giơ tay. Một doanh nghiệp lạ hoắc một giơ tay và nhận được sự đồng ý cho phép trả giá. 1 triệu 210 tỷ. Người cầm trịch hỏi. Ai trả giá cao hơn 1 triệu 210 tỷ? Doanh nghiệp lạ hoắc 2. 1 triệu 220 tỷ. Doanh nghiệp lạ hoắc 3. 1 triệu 250 tỷ. Cả khán phòng bắt đầu xôn xao, có doanh nghiệp nhảy phát ba bước giá, người cầm trịch phấn khích một triệu hai trăm tỷ có ai trả giá cao hơn không doanh nghiệp lạ hoắc 4. một triệu 260 tỷ doanh nghiệp lạ hoắc 5. một triệu ba trăm tỷ sự ồn ào thấy rõ trong phòng đấu giá này ai cũng lờ mờ hiểu hai nhân vật chính chưa xuất hiện ấy vậy mà chỉ trong vòng gửi xe thôi giá đã được đẩy thêm 100 tỷ doanh nghiệp lạ hoắc 6 đắn đo một chút rồi cũng giơ tay 1 triệu 310 tỷ. Đấu giá đất khác với đấu giá cổ vật hay là các bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng bởi đồ đấu giá thể loại đó không có thước đo giá trị thật, chỉ có tính giải trí mang tính chất sưu tầm. Đấu giá đất cơ bản là dựa vào giá trị thật của mảnh đất đó. Nếu giá chúng đấu giá mà thấp hơn giá thị trường mới gọi là thắng, còn nếu bằng hoặc hơn giá thị trường thì nếu có chúng cũng coi như thua. Doanh nghiệp lạ hoắc 6 đưa ra giá 1 triệu 310 tỷ làm những doanh nghiệp lạ hoắc khác lắc đầu ngán ngẩm. Còn ông chủ Toàn Mỹ và bà chủ Hưng Thịnh vẫn mặt lạnh tanh từ nãy đến giờ, họ chưa xuất hiện bởi họ xác định đây chưa phải là cuộc đấu của họ. Người cầm trịch thấy im ắng khi không có cánh tay nào xuất hiện thì nói vào micro. một triệu 310 tỷ, có ai trả giá hơn không? Anh ta nói xong thì nhìn xuống một lượt, thấy không còn cánh tay nào dơ ra, anh ta tuyên bố tiếp, 1 triệu 310 tỷ lần thứ nhất, rồi gõ chiếc búa gỗ xuống cái chuông bằng đồng ở bàn. Dừng một lát. Rồi nói tiếp, 1 triệu 310 tỷ lần thứ hai gõ thêm phát nữa. Nếu hỏi lần thứ ba và gõ búa lần thứ ba thì theo thể lệ đấu giá thì là chốt. Người cầm trịch há mồm ra lần hỏi, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì có một cánh tay giơ ra, là của ông Toàn. 1 triệu 350 tỷ. Mấy doanh nghiệp lâu nhau biết hết giờ chơi, thực ra họ đến đây hôm nay không phải là không muốn thắng thầu, nhưng khi biết có Toàn Mỹ và Hưng Thịnh tham gia, họ biết rằng đây là cuộc đấu tay đôi thua cũng được chỉ mất vài triệu bạc lẻ tiền mua hồ sơ, tiền đặt cọc sẽ được trả lại nếu không chúng đấu giá cái họ được chính là danh tiếng. Thụy Kha lúc này giơ tay, cô nói nhẹ nhàng. một triệu 360 tỷ. Sự xuất hiện của giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng thở ra câu 1 triệu 360 tỷ làm cả phòng xôn xao. Ông Toàn biết giờ chính là lúc chiến đấu tay đôi. Ông giơ tay phát biểu ý kiến. một triệu 380 tỷ. Ngồi bên trái Thụy Kha lúc này là Mai Ngọc, cô đang quan sát tình hình xung quanh và để ý diễn biến cuộc đấu giá. Ngồi bên phải Thụy Kha là thư ký Ánh Tuyết, cô đang chăm chú vào chiếc laptop đặt trước mặt mình, cô nhập số liệu vào máy theo diễn biến giá đặt. Thụy Kha giơ tay. 1 triệu 390 tỷ. Mọi người hộp hộp chăm chú theo dõi phiên đấu giá. Ông Toàn giơ tay. 1 triệu 400 tỷ. Lúc vừa bỏ giá xong khuôn mặt ông Toàn trở nên ngưng trọng, ông vừa đặt giá bằng với giá thị trường. Cái khó của ông Toàn bắt đầu thể hiện từ giai đoạn này, giá 1 triệu 400 tỷ bằng với giá thị trường, nếu chúng giá này coi như hòa vốn. Còn nếu sau giá này sẽ bắt đầu đến giai đoạn giảm lợi nhuận, nhưng khó hơn cả chính là nguồn vốn không phải của một mình ông. Ông chỉ có một nửa nửa còn lại huy động của các cổ đông khác. Trong giờ phút chỉ tính bằng dây này không thể điện về xin ý kiến được, phải tự quyết rồi giải trình sau vậy. Thụy Khai nhẹ nhàng thỏ thẻ khi giơ tay. 1 triệu 410 tỷ. Khán phòng có nhiều người trụm đầu vào nhau bàn tán, họ đang biết là giá đã vượt qua ngưỡng, ai thắng giờ này cũng không phải là thắng nữa. Vừa đặt giá xong, Thụy Kha lấy điện thoại của mình ra soạn một tin nhắn, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cô vừa hỏi Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, chỉ số lợi nhuận trên vốn IRR là bao nhiêu? Ánh Tuyết đã nhập xong dữ liệu mà Chủ tịch vừa hô, cô nhìn vào phần kết quả, 22% thưa chủ tịch. Ánh tuyết nói xong thì nghe thấy người cầm trịch nói. Công ty Hưng Thịnh trả giá 1 triệu 410 tỷ, có ai trả cao hơn không? 1 triệu 410 tỷ lần thứ nhất. 1 triệu 410 tỷ lần thứ hai. 1 triệu 410 tỷ lần thứ. Đúng lúc đó, đại diện toàn Mỹ giơ tay. 1 triệu 450 tỷ. Ông Toàn mặt mũi đỏ gay, ông ta vừa rồi đang nhớ lại khoảnh khắc hai lần trước đấu giá thua, nhớ lại những ánh mắt của mọi người nhìn ông ta. Cảm giác lúc đó thật là không dễ chịu chút nào. Vẫn biết thương trường làm ăn có thắng có thua, nhưng thua hết lần này đến lần khác một à đàn bà nói tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ chữ thì đúng là bách nhục. Thụy Kha đưa điện thoại của mình cho Mai Ngọc, vừa rồi cô đã soạn sẵn một tin nhắn nhưng chưa điền số người gửi. Em nhập số điện thoại ông Toàn vào đây cho chị. Mai Ngọc lập tức làm theo. Người cầm trịch chưa kịp hô thì Thụy Kha lại giơ tay. 1 triệu 460 tỷ. Thụy Kha vừa hô giá xong thì ánh tuyết bên cạnh báo cáo, IRR còn 17% thưa chủ tịch. Ông Toàn đang điên hết đầu, chưa biết có nên theo tiếp hay không thì điện thoại đặt trên mặt bàn tít tít báo có tin nhắn đến. Ông mở máy đọc nhanh, đang điên hết cả đầu thì có tin nhắn của số lạ. Tin nhắn đó viết, em thị kha công ty hưng thịnh lần này anh lại thua rồi hưng thịnh quyết tâm mua bằng mọi giá lô đất này đọc xong ông toàn nhìn về phía thị kha thấy cô đang cầm điện thoại dơ dơ lên rồi gật đầu như vậy chắc chắn người vừa gửi tin nhắn là à đàn bà đẹp mà lắm tiền nhiều của kia bao nhiêu năm chinh chiến nơi thương trường chưa bao giờ ông toàn có cảm giác ức chế như bây giờ gì đây cô ta còn thách thức mình tính đàn ông nổi lên ông ta giơ tay một triệu bốn trăm chín mươi tỷ Gần như ngay lập tức, khi hết câu nói của ông Toàn là Thụy Kha giơ tay nói luôn. Một triệu năm trăm tỷ. Ánh tuyết nói khẽ bên cạnh, IRR còn 12%. Phản ứng nhanh của Thụy Kha là một minh chứng hùng hồn cho tin nhắn vừa rồi nói đi đôi với làm. Ông Toàn thực sự đang lúng túng, có nên theo tiếp hay không? Đã vượt giá trị thực một trăm tỷ rồi. Nhưng chẳng lẽ lại thua một lần nữa hay sao? Thua ả đàn bà này lần thứ ba hay sao? giờ ông không còn kịp nghĩ đến mấy cổ đông của mình. Ông giơ tay. Một triệu năm trăm năm mươi tỷ. Vừa nói xong thì ông soạn tin nhắn trả lời lại Thụy Kha. Phụ nữ Việt Nam thuần chủng thường ở nhà nấu cơm cho chồng. Lập tức Thụy Kha đọc được tin nhắn này, cô đăm chiêu đọc tin nhắn nhưng trong bụng thì đang cười. Những người xem đấu giá thì đang không hiểu Hưng Thịnh và toàn Mỹ có thủ oán cá nhân gì mà đấu súng khốc liệt như vậy. Thụy Kha lại lạnh lùng giơ tay. 1 triệu 560 tỷ. Ánh tuyết báo cáo IRR 5%. Theo phán đoán theo diễn biến cuộc đấu giá, lần này ông Toàn sẽ lại tiếp tục trả giá cao hơn. Và thực tế thì đúng là như vậy ông ta giơ tay, nhưng trong đầu ông ta lại nghĩ đến một phương án khác. Phương án buông nhưng cách mà ông ta buông không phải ai cũng hiểu. Cũng bởi không ai chui vào đầu ông ta để biết rằng ông ta đang nghĩ gì không ăn được thì đạp đổ. Ông ta ra cái giá cuối cùng trong ngày hôm nay. 1 triệu 650 tỷ Ông Toàn bình thản như không Hô xong ông ta nghĩ Vào đi, vào đi Nghĩ xong ông ta quay sang nhìn cánh tay của Thụy Kha Mai Ngọc và Ánh Tuyết vã mồ hôi hột Chủ tịch mà theo giá này thì đảm bảo lỗ Ánh Tuyết run run môi nói nhỏ Chủ tịch, thêm 10 tỷ thì IRR âm 8% ạ à. Thụy Kha bình thản như không Bình chân như vải. Ơ sao Thụy Kha không dơ tay nhỉ kìa dơ tay đi Ông Toàn đang chờ cánh tay này mà từ dương dương đắc thắng khi nghĩ mình vừa cho Thụy Kha một vố khi vào giá sâu như vậy, nhưng ông Toàn từ từ run người khi thấy Thụy Kha chẳng có phản ứng gì. Còn ở trên bục thì người cầm trịch bắt đầu hô. 1 triệu 650 tỷ lần thứ nhất, 1 triệu 650 tỷ lần thứ hai, 1 triệu 650 tỷ lần thứ ba. keng giá chốt 1 triệu 650 tỷ, công ty Toàn Mỹ chúng đấu giá mấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên chỉ có đơn vị tổ chức là mừng còn ông toàn thì đang méo miệng thụy kha và băng đảng của mình đứng dậy ra về khi đi qua chỗ ông toàn thụy kha đứng lại một chút chúc mừng anh toàn chúc mừng anh em không theo được anh lần này rồi ông toàn méo sệt miệng ông ta làm như vậy đã là kiềm chế lắm rồi nếu không phải vì mình đang khoác trên mình cái áo doanh nhân lại giữa chốn đông người toàn giới kinh doanh thì có lẽ ông ta đã không ngần ngại mà lôi Thụy Kha ra mà làm tới ngất xỉu mới thôi. Thấy ông ta hầm hầm nhìn mình, Thụy Kha nói thêm, anh biết số của em rồi, có gì cần trợ giúp, alo em, nói xong cô rảo bước ra phía bên ngoài, ánh tuyết và mai ngọc theo sau. Về đến phòng chủ tịch, ba hoa hậu của chúng ta lại ngồi bên chiếc bàn làm việc Mai Ngọc nói. Chủ tịch, cũng bởi lão toàn điên cuồng làm vụ đấu giá này chúng ta thất bại. Thụy Kha đủng đỉnh, Ai bảo với em chúng ta thất bại? Mai Ngọc tròn mắt. Ý chủ tịch là gì ạ? À? Em chưa hiểu. Là sự việc còn chưa ngã ngũ. Để xem ông Toàn xoay sở thế nào với giá chúng 1 triệu 650 tỷ. Nếu tôi đoán không nhầm, ông ta chỉ có hai phương án. Một là bỏ thầu và chịu mất 50 tỷ. Mai Ngọc vẫn đang đăm chiêu nghĩ về bài toán mà chủ tịch vừa đưa ra. Em thiên về khả năng ông ta sẽ bỏ thầu và chịu mất 50 tỷ. Nếu khả năng này xảy ra thì công ty mình sẽ trúng với giá áp chót 1 triệu 560 tỷ Thụy Kha bình thản Tôi là tin là phương án 2 sẽ xảy ra Khách sạn Tùy Cô ở bên Gia Lâm, Kim mở cửa phòng tắm bước ra Hắn vén một bên chăn ra rồi rúc vào tìm hơi ấm nơi người đàn bà đã nằm sẵn từ nãy đến giờ chờ hắn Người đàn bà nói Từ từ con, làm gì mà như hổ đói vậy, châm anh nó phục vụ con không tốt à Mẹ đừng nhắc đến cô ấy nữa, Kim nói với bà mẹ vợ hắn. "Ừ, mẹ không nhắc nữa, mẹ thích lắm, con rể ngoan của mẹ." Kim lật tung cái chăn vướng víu ra, mới có hơn 50 thôi chưa gọi là già bà thùy đang độ tuổi tiền mãn, bà biết giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của kỳ con gái, bà tận dụng nốt với một cậu thanh niên mà giờ đây đã trở thành rể của bà kim đang nhắc đến cách xưng hô thời gian trước những lần đó khi đã vào cơn thì không còn cô cháu gì hết chỉ còn anh em thậm chí gọi chồng xưng vợ như ai ừ thế thích gọi là gì gọi là anh đi giống lần trước bà thuy giờ còn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi nên gật đầu lia lịa trâm anh về nhà mẹ đẻ chơi từ hôm lên xe hoa về nhà chồng hôm nay cô mới về lại ngôi nhà này cô cảm giác như thư thái nhẹ nhàng hơn hẳn ở đây là ngôi nhà cô sinh ra và lớn lên không giống như nhà chồng lúc nào cũng phải khép nép đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhà đó cao thì cao thật rộng thì rộng thật đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không đâu bằng nhà mình cô chưa đủ thời gian để quen với cảm giác đó là nhà mình nhà không có ai trâm anh tự mở cửa vào nhà ngồi ở chiếc ghế salon cô thiêu thiêu ngủ với cảm giác bình yên cảm giác mà cô không có kể từ lúc lấy chồng nghe tiếng cạch ở cửa trâm anh mở mắt thì nhìn thấy bà thùy mẹ bà thùy bất ngờ vì nhìn thấy trâm anh con gái bà đang ở trong phòng thoáng chút giật mình vì chính bà vừa mới làm điều tội lỗi với con gái ơ ờ, con về lúc nào vậy bà thùy tạm quên chuyện vừa rồi bà ngồi xuống cạnh con ngắm con gái bà nó là đứa con gái duy nhất của bà vừa mới lấy chồng con vừa mới về, chẳng thấy ai nên thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Bà Thùy thấy gương mặt con có phần hốc hác, không còn tươi tắn mụn miệng như ngày nào, có chút lo lắng cho con. Con sao vậy, mẹ thấy con không được khỏe. Nghe mẹ nói vậy Trâm Anh bất chợt òa khóc. Vào vòng tay mẹ thì có lớn đến mấy cũng biến thành trẻ con hết. Hu hu, mẹ ơi con khổ lắm. Bà Thùy dỗ dành con, bà ôm con vào lòng rồi vỗ vào lưng con như hồi con còn bé. Sao nào, có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Trâm Anh sụt xịt rồi kể cho mẹ nghe mấy ngày vừa rồi sống bên nhà chồng, cô mách mẹ chuyện kim trong lúc làm chuyện vợ chồng, thì toàn nhắc đến Thìn, gặng hỏi cô về chuyện cô và Thìn. Giờ đây còn không cho cô đi làm lại, nói là nhà không thiếu tiền, cô chỉ cần ở nhà chơi, rồi tính chuyện sinh con trai nối dõi tông đường cô vừa kể vừa khóc về cuộc sống lầu son gác tía mà như sống trong tủ của mình bà thùy thì không lạ sở thích của kim rồi nhưng bà có chút bất ngờ vì kim còn áp dụng cả sở thích đấy lên con gái bà nhưng biết làm sao được khi ván đã đóng thuyền chỉ còn cách an ủi con gái thôi con gái à hồi mẹ mới về làm vợ bố con cũng không quen với nếp sống mới mẹ phải cố gắng hòa nhập thì mới quen dần được con cũng thế, con cần bình tĩnh mình thân là phụ nữ, là đàn bà, là vợ thì chiều chồng một tí cũng không có thiệt gì. Nhưng con, Trâm Anh định nói đến cuộc sống tù túng như vậy không phải là cuộc sống mà cô lựa chọn, không phải cuộc sống phù hợp với con người cô. Bao năm đèn sách học hành đến nơi đến chốn vậy mà giờ phải ở nhà quanh quẩn tính chuyện đẻ đái hay sao? Nhưng bà Thùy chặn con mà nói tiếp. Phụ nữ nếu không cần thiết thì tội gì phải bươn trải kiếm miếng cơm manh áo làm gì, cuộc sống của con nhiều người mơ còn không được kia kìa. Trâm Anh không kìm nén được nữa rồi, trước khi lấy kim bà Thùy đã nhồi vào đầu con gái cuộc sống hạnh phúc sung sướng nhung lụa, nhưng giờ thực tế trải nghiệm khác xa với những gì mà mẹ nói. Cô có khái niệm phản kháng đầu tiên. Mẹ không ở trong cuộc mẹ không biết. Mẹ không biết là giàu sang lắm tiền nhiều của chưa chắc đã sung sướng, đã hạnh phúc. Mẹ biết điều đó không hả mẹ? Bà Thùy nghe con bật cũng có phần trột dạ, câu này nghe trên báo đài nói đầy, nhưng bà cũng có một câu đúc kết khác đanh thép không kém. Ừ thì giàu chưa chắc sướng, nhưng nghèo thì chắc chắn khổ. Trâm Anh lắc đầu ngán ngẩm với mẹ, cũng là với chính cuộc sống của mình. Đúng như phán đoán của Thụy Kha buổi sáng ngay ngày hôm sau, ông Toàn đã chủ động liên hệ với Thụy Kha để bàn về việc hợp tác trong lô đất đấu giá chúng ngày hôm qua. Chả là sau khi chúng đấu giá, ông Toàn về họp với các cổ đông của mình và không nhận được sự đồng ý tham gia góp vốn với giá chúng cao hơn giá thị trường đến 250 tỷ. Đầu tư ngắn hạn theo dạng chúng đấu giá rồi giao bán ngay kiếm lời rõ ràng là không có lợi nhuận khi giá chúng cao hơn giá trị thật của tài sản. Ông có giao bán cho một số đối tác đặt hàng trước đấu giá, nhưng họ chỉ trả giá cao nhất là 1 triệu 450 tỷ, đấy là họ còn nể ông mà chịu thiệt 50 tỷ rồi. Sự việc đã nằm trong tầm tính toán của Thụy Kha từ hôm qua, cô đã có trong mình đối sách để ứng xử vụ này, nếu nói về công việc thì Thụy Kha hoàn toàn có thể giao cho Mai Ngọc giải quyết tàn cuộc vụ này, nhưng cũng vì phép lịch sự và thông lệ ngoại giao nên đích thân Thụy Kha sẽ tiếp ông Toàn, bởi lẽ ông ta cũng là chủ tịch của doanh nghiệp giống như mình. Buổi sáng hẹn thì buổi chiều gặp luôn, tiếp đối tác là chủ tịch Thụy Kha và tổng giám đốc Mai Ngọc, thư ký Ánh Tuyết thì lăng xăng trà nước. Đúng 2 giờ chiều, ông Toàn có mặt vẫn phong thái lịch lãm đậm chất doanh nhân, vẫn tóc muối tiêu vút keo ngược hết ra đằng sau. Chỉ khác hôm qua là hôm nay ông mặc một bộ vest màu đen tuyền, áo sơ mi màu xanh với caravat màu đỏ. Đi cùng ông ta còn có một cô em trợ lý xinh đẹp không kém ánh tuyết là bao. Thìn thì mặc kệ mấy chuyện làm ăn của chủ tịch, nhiệm vụ của cậu đơn giản chỉ là bảo vệ chủ tịch khỏi những xâm phạm không mong muốn vào thân thể chủ tịch mà thôi. Cậu vẫn ngồi vắt chân lên ghế ở cái bàn bên ngoài cửa phòng chơi game. Thụy Kha mở đầu câu chuyện. Anh Toàn, sáng anh có nói muốn hợp tác với Hưng Thịnh về lô đất đấu giá hôm qua, cụ thể như thế nào? Ông Toàn lén nhìn vào cổ áo ánh tuyết khi cô ấy vừa cúi người xuống rót trà, nhìn mũm mĩm hơn cả ẻm trợ lý của mình nuốt miếng nước bọt, rồi ông nhấp một ngụm trà nhỏ xíu, chập chập môi để thưởng thức vị trà, ông ta nói. Thụy Kha, tôi được biết là bên em cũng rất mong muốn có được lô đất này để xây dựng thành tòa nhà văn phòng và chuyển đổi trụ sở công ty. Thủy Kha cũng không lạ, chuyện lớn như vậy không thể giấu được nên đến tai đối thủ cũng là lẽ thường tình thôi. Trong kinh doanh cũng như trong chiến trận, tin tức tình báo luôn là một ẩn số cực kỳ quan trọng. Chính bản thân mình cũng đi tìm hiểu về toàn Mỹ và biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ đấy hay sao. Cô thủng thẳng thể hiện phong thái cực kỳ tự tin. Đúng, chuyện đó em cũng chả có gì phải giấu. Định hướng đầu tư lô đất này chính là xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê. Một phần nhỏ sẽ dùng để làm trụ sở công ty nhưng kế hoạch đó giờ chắc là phải thay đổi rồi bên em có chúng đấu giá đâu nói về tuổi tác thì thụy kha chỉ hơn con ông toàn có vài tuổi nhưng trong làm ăn kinh doanh tuổi tác chỉ đóng vai trò thứ yếu quan trọng nhất vẫn là tiền và vị thế trong thương trường ông toàn cảm giác mình không hơn thụy kha một chút nào trong mọi vấn đề ông phải đến tận đây để giảm thiểu rủi ro sau vụ đấu giá mảnh đất bỏ thì thương vương thì tội nghe thụy kha đối đáp khôn khéo như vừa rồi ông biết mình phải cẩn trọng hơn nữa trong lời nói và ứng xử có như vậy mới thành toại mục đích đến đây ông toàn hơi cười cười nói chưa chắc đã phải thay đổi đâu tôi đến đây cũng là việc này chi bằng chúng ta hợp tác phát triển dự án đúng như dự liệu thụy kha nói lên phương án mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu ô hợp tác phát triển dự án chẳng lẽ bên anh gặp chuyện gì sao đến đây thì ông toàn đoán đến chín phần là thụy kha đã nắm rõ được điểm yếu của công ty mình thiếu vốn thiếu ngay cả tiền trả cho lô đất chứ chưa nói đến chuyện còn xây dựng nữa lô đất này theo quy hoạch chỉ được xây dựng làm tòa nhà văn phòng không phải dạng chung cư tức là phải đầu tư một khoản rất lớn ngay ban đầu nhưng tiền thu về từ cho thuê lại trải dài nhiều năm nguồn vốn của ông toàn đầu tư cho dự án này chỉ là ngắn hạn không phải chung và dài hạn nhưng ông ta không dạy gì mà nói ra mồm chuyện đó, cứ mập mờ người khác hiểu thế nào thì hiểu. Xấu che, tốt khoe luôn là chiến lược không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cả cuộc sống nữa. Không, toàn Mỹ thì không gặp chuyện gì, chỉ là chiến lược đầu tư lô đất này không phải là lâu dài mà chỉ là ngắn hạn. Thụy Kha biết thừa, ông ta chỉ thiếu nước nói thẳng, chúng đấu giá và bán sang tay kiếm lời nhanh. Thậm chí sẽ bán trước cả thời điểm vào tiền, tức là chỉ cần đầu tư 60 tỷ tiền đạt cọc, chúng đấu giá xong là bán trước thời điểm vào tiền chính thức. Lúc đó chỉ số lợi nhuận IRR có khi là 100 đến 200%. Nhưng sự đời không đơn giản như thế, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chỉ vì một vài giây bốc đồng, nói cho sướng miệng mà ông thành ra thế này. Cô lại thái độ đùng đỉnh. Anh nói cụ thể hơn về việc hợp tác em xem nào. Đưa tay lên vuốt mái tóc ra đằng sau, ông Toàn trình bày. Toàn Mỹ muốn tham gia dự án đầu tư tòa nhà văn phòng này với Hưng Thịnh, vốn góp là một nửa giá trị lô đất. Bài tính của ông Toàn chính là muốn Hưng Thịnh chia sẻ phần đội giá của lô đất, số tiền một nửa ông lo được bởi đó chính là nguồn vốn của ông, không cần huy động của cổ đông khác. Mặt khác, cũng là nhân cơ hội này thò được một ngón nhân nhỏ bé vào Hưng Thịnh, công ty đang phát triển với tốc độ chóng mặt nhưng Thụy Kha thì không nghĩ mình sẽ đáp ứng ý muốn của toàn Mỹ. Thứ nhất là Hưng Thịnh không có nhu cầu hợp tác với một doanh nghiệp đối thủ. Thứ hai chuyện hợp tác này không phải một mình cô quyết là xong, còn có các cô chú khác trong hội đồng quản trị, chiến lược phát triển công ty được thông qua cũng không có chuyện đi hợp tác với công ty khác. Thụy Kha bắt đầu không còn thái độ đùng đỉnh nữa, cô bắt đầu thể hiện sự cứng rắn của mình cho tương xứng với vị thế cơ trên mà cô đang có. Em đã hiểu toàn Mỹ muốn hợp tác như thế nào, Nhân đây em cũng nói rõ để anh toàn hiểu. Hưng Thịnh không có chủ trương hợp tác với doanh nghiệp khác, bên em có đủ lực để phát triển một dự án tương tự khác, thậm chí còn tốt hơn dự án lô đất đấu giá này. Nên chắc chắn là em không đồng ý chuyện anh đề xuất đâu. Ông Toàn có chút thất vọng nhưng không lộ ra ngoài khuôn mặt để người khác nhìn thấy, cũng chưa phải là nước cạn vì đến đây ông đã có phương án hai. Thế còn chuyện Toàn Mỹ muốn bán đất lại lô đất đấu giá cho Hưng Thịnh, em thấy thế nào? cái đó chính là cái thị kha muốn. Thì em cũng đang định đề nghị anh chuyện đó. Toàn Mỹ không có nhu cầu đầu tư lâu dài, chi bằng nhượng lại cho Hưng Thịnh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giá nhượng lại là bao nhiêu. Ông Toàn như chút được gánh nặng trên vai, có một khe cửa hẹp để lách. Tốt rồi, Toàn Mỹ xác định không tính lãi lờ gì trong thương vụ này. Chấp nhận nhượng lại đúng bằng giá chúng. 1 triệu 650 tỷ thụy kha giãn cơ mặt cô cười cười vì nghĩ rằng lão này nghĩ mình là thiếu nữ vừa dậy thì xong chắc cô chốt không để anh mất nhiều thời gian nữa em chốt lại giá mua lô đất là một triệu năm trăm năm mươi tỷ không hơn một đồng ông toàn nghe như xét đánh bên tai ông tính toán nhanh trong đầu trả giá thấp một trăm tỷ so với giá ông chúng như vậy nếu ông đồng ý bán thì ông phải bù lỗ một trăm tỷ Em đùa hay sao hả Thụy Kha, tôi chúng đấu giá 1 triệu 650 tỷ cơ mà, đã không tính lãi thì thôi sao lỗ được. Nhưng Thụy Kha đáp lại ngay. Anh thấy em đang đùa hay sao? Ý tôi không phải vậy, nhưng... Chưa để ông Toàn nói hết câu thì Thụy Kha đã chêm vào. Mua vào 1 triệu 550 tỷ đã là cao hơn giá trị thật của lô đất 150 tỷ. Em không vì chuyện trụ sở công ty thì không thiết tha gì đầu tư vào đây, em cũng đang cho xúc tiến một thương vụ khác tương đương rồi. Nên nếu anh không bán lại giá đấy thì em đành chờ thôi. Dân làm ăn, ông Toàn hiểu mình đang bị ép, cái từ chờ chính là chờ ông buông bỏ thì Hưng Thịnh lập tức trúng với giá 1 triệu 560 tỷ. Ông đang tính toán lại thiệt hại. Bỏ thì mất 60 tỷ tiền cọc không phải bàn cãi rồi, nhưng bỏ còn mất thêm một cái khác mà không thể tính nổi bằng tiền. Ngoài việc trong 3 năm tiếp theo không được tham gia vụ đấu giá nào khác nữa còn là việc mất uy tín trong thương trường chấp nhận bán lại cho hưng thịnh thì mất tròn 100. giữa 60 và 100, chọn cái nào đây bóp chán một hồi ông nói vẻ mặt sầu thảm Vậy một triệu 560 tỷ đi, đúng bằng giá em bỏ thầu. Vậy thì em đành phải đợi vậy, Thụy Kha đáp lại ngay tắp lự. Định vớt vát lại 10 tỷ nhằm giảm bớt tiền thiệt, nhưng gặp Thụy Kha rắn quá ông đành chấp nhận, chỉ vì cái sướng miệng mất cả trăm tỷ. Em mặc cả số tiền nhỏ như vậy sao? Thụy Kha đang nghĩ về cái tên vệ sĩ chết tiệt đang ngồi ngoài kia. Đêm qua mình có một giấc ngủ chập chờn vì hắn mới lạ chứ. Cái động chạm vào hắn ở bể bơi làm mình mất ngủ. Cô dùng tay xoa xoa vào cái vòng đeo tay bằng bạc giả nơi cổ tay. Cô đang nghĩ đến hôm nọ theo sau hắn vào chợ mua rau muống. Là đàn ông mà hắn mặc cả còn hơn cả đàn bà làm chị bán rau tròn mắt. Em đi chợ mua rau muống, người bán hàng nói thách 3.000 đồng một mớ, em còn mặc cả 5.000 đồng hai mớ nữa là 10 tỷ. Anh thông cảm ông toàn lắc đầu ngán ngẩm kèm bực tức trong người ông chính thức thua ả à đàn bà xinh đẹp này lần thứ ba nhưng quân tử trả thù 10 năm không muộn ông ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt giận vào trong thôi được rồi thụy kha liền quay sang mai ngọc và ánh tuyết các em làm thủ tục để nhận chuyện nhượng lại lô đất đấu giá của toàn mỹ với giá một triệu năm tỷ mọi chi phí chuyển nhượng các loại thuế sẽ do bên toàn mỹ chịu Mai Ngọc và Ánh Tuyết gật đầu, thầm nghĩ chủ tịch thật là ép người quá đáng, nhưng cũng phải thôi. Cái giá 1 triệu 550 tỷ không phải ai cũng dám bỏ ra mua mảnh đất này, chủ tịch có phần liều lĩnh khi IRR chỉ là 5%. Ông Toàn nghe đến phí và thuế mình phải chịu nốt thì á họng, muốn đôi co nhưng tâm lý đang chán nản nên chẳng muốn nói ra làm gì, vậy là mất thêm hơn tỷ nữa. Ông đứng dậy ra về mà lòng chịu nặng, thật hối hận khi nghĩ rằng đàn bà chỉ giỏi nấu nướng và nằm chờ chồng ở nhà, ông toàn ra về mai ngọc và ánh tuyết ở lại mai ngọc vừa rồi cũng có cho mình không ít kinh nghiệm cô hỏi chủ tịch thưa chủ tịch irr năm liệu có thuyết phục được hội đồng quản trị không em thấy con số đó hơi thấp thụy kha ngả lưng ra tựa vào ghế cô thấy đầu óc mình thư thái đến lạ hơi thấp nhưng vẫn là con số chấp nhận được chuyện tôi vừa nói với ông toàn là không vì chuyện chuyển trụ sở thì hưng thịnh không theo vụ này là thật Chúng ta chấp nhận giảm lợi nhuận về tiền để thu về cái lợi nhuận về thương hiệu. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của chú Quang, chú ấy cũng đồng ý với tỷ lệ này. Mai Ngọc gật gù. Vâng ạ, à, em hiểu rồi. Nhưng thị Kha nói thêm, trong tổng mức đầu tư có một khoản đấy chính là chi phí dự phòng khoảng 10% tổng mức đầu tư. Theo dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam và thế giới sẽ ổn định trong vài năm tới, chỉ số giá tiêu dùng cũng rất thấp. Vì vậy tôi đề nghị các em quán triệt với phòng dự án cần giảm thiểu tối đa khoản chi phí này xuống mức dưới 5%. Nếu làm được vậy, IRR tức khắc lên trên 10%, đảm bảo dự án có hiệu quả. Mai Ngọc và Ánh Tuyết là lần nữa mắt tròn mắt dẹt nhìn vị chủ tịch của mình. Một vấn đề được chủ tịch nhìn ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Quyết định vừa rồi của chủ tịch hoàn toàn không phải là bộc phát mà là có sự tính toán thiệt hơn, lương trước hậu quả sau này. Mai Ngọc thấy mình trưởng thành hơn thấy hết việc, Thụy Kha chốt. Từ sau, những việc tương tự như đấu giá đất, Mai Ngọc sẽ làm, lần này là tôi làm hộ em. Giờ Mai Ngọc về làm việc đi, Ánh Tuyết ở lại, tôi muốn nhờ em một việc. Mai Ngọc đi rồi để lại Ánh Tuyết bên chủ tịch, cô lễ phép. Chủ tịch cần dặn dò gì? Em đặt mua cho tôi cái này, tuyệt đối không được để cho vệ sĩ của tôi biết." Thụy Kha giơ màn hình iPad của mình ra cho Ánh Tuyết xem ảnh. "Vâng thưa chủ tịch." đi học bơi thôi. Hôm qua được nghịch nước cả buổi chiều làm Thụy Kha sướng hơn cả đi tập gym, cô thừa biết tác dụng của bơi làm cơ thể đẹp hơn cả tập gym. Thế nên ngay khi vừa lúc ánh tuyết ra khỏi phòng là Thụy Kha đã vớ lấy cái ba lô đựng đồ bơi,